Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài món đang chuẩn bị đi về Cà Mau để làm việc với cái cây rau rau lấy lá, một số loại cây rau lấy lá này. Ra rễ tốt lá, xanh lá tốt lá, mập cái lá rau sử dụng cho cái cây rau ăn lá nhé, các loại cây rau lấy lá ăn lá nhé, để giúp cho cái cây nó phát triển tốt về thân, cành, lá, rễ. Giải độc tốt rễ, xanh lá và to lá này. Cái số này sẽ đi về Cà Mau để làm việc với cái vườn rau lấy lá. Một cặp như này thì các anh chị pha được khoảng chừng 400 đến 500 lít nước sử dụng cho rau nhé. Rau nhỏ thì các anh chị sẽ dùng khoảng tầm 500 lít cho một cặp này. Còn rau lớn ấy, thì các anh chị dùng khoảng tầm 400 lít thôi. Rau nhỏ ấy, mới trồng ấy, thì trồng xong được một vài ngày để cho nó phục hồi cây xong thì các anh chị sẽ cho nó hồi lại cây ấy, thì các anh chị sẽ dùng cái này phun trên lá và mình tưới vào gốc cho nó luôn nhé. Một cặp pha cho 500 lít, vừa tưới gốc vừa phun lá cho nó. Cái này là hàng nhập từ Pháp này. Tưới gốc thì nó còn giúp cho ổn định pH và cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, giúp rễ phát triển mạnh và tăng cái sức đề kháng cho cái cây, để kháng lại những cái nấm bệnh này. Tốt rau, kích rễ. Nó kết hợp vào với nhau thì nó sẽ giúp cho cái cây rau là vươn phát triển mạnh hơn. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Cung cấp rất nhiều các loại dinh dưỡng cho cây trồng trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển